21 trong tổng số 53 lỗi vi phạm, tức là hoàn thành khoảng 96% tiến độ cam kết. Đó là xác nhận của đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường trong chuyến kiểm tra thẩm định việc khắc phục các lỗi vi phạm về môi trường của Formosa. Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hai lỗi vi phạm còn lại đang được công ty Formosa khẩn trương khắc phục là lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn nhà máy và chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô. Để việc vận hành một số hạng mục công trình giai đoạn 1 đảm bảo an toàn trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện khắc phục lỗi vi phạm, công ty Formosa đã xây dựng bổ sung và lắp đặt thêm hệ thống máy móc nhằm nâng cao các công trình bảo vệ môi trường để việc xử lý nước thải luôn đảm bảo trước khi thải ra môi trường. Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá công ty Formosa đảm bảo tiến độ kế hoạch về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Đoàn công tác đã tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích các nguồn chất thải môi trường xung quanh khu vực hoạt động của Formosa. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tần suất lấy mẫu phân tích các hạng mục giám sát trong giai đoạn 1.